Tại sao Nam Cực lạnh hơn Bắc Cực? Cả Nam Cực và Bắc Cực từ lâu đã được biết đến là những khu vực lạnh nhất thế giới với điều kiện tự nhiên khí hậu vô cùng khắc nghiệt. Bởi thế mà số lượng người sinh sống là rất ít hay thậm chí là rất hiếm. Chủ yếu là những nhà khoa học đến để thăm dò nghiên cứu. Nơi đây chỉ phù hợp với những sinh vật có điều kiện thích nghi đặc biệt như gấu Bắc Cực hay chim cánh cụt. Nhưng gấu Bắc Cực thường chỉ được tìm thấy ở Bắc Cực mà không có ở Nam Cực. Và ngược lại, chim cánh cụt ngày nay cũng chỉ sống ở Nam Cực mà không phải là Bắc Cực. Đúc kết lại thì nguyên nhân chính là do Nam Cực lạnh hơn Bắc Cực. Vậy tại sao cùng là hai cực của trái đất nhưng Nam Cực lại lạnh hơn Bắc Cực? Một điểm khác biệt rất lớn giữa hai vùng cực này đó là Bắc Cực thực chất là một đại dương, là nước bị đóng băng. Nghĩa là bên dưới các lớp băng chỉ toàn là nước, còn Nam Cực là một châu lục như các châu lục đất liền khác trên thế giới. Thế nhưng Nam Cực lại bị bao phủ và đắp một lớp băng dày lên trên. Bắc Cực là vùng đại dương băng giá rộng lớn, nhiệt độ trung bình trên mặt nước vào mùa đông thường xuống dưới -40°C, vào thời điểm lạnh nhất được ghi nhận là -68°C. Còn Nam Cực là châu lục với diện tích hơn 14 triệu km2 và có đến 98% diện tích bị phủ băng tuyết, có nơi dài đến hơn 1000m. Đây là châu lục có độ cao trung bình so với mặt nước biển cao nhất so với các châu lục khác, tuyết rơi suốt ngày, nên Nam Cực được coi là có điều kiện sống khắc nghiệt nhất trên toàn thế giới, lạnh nhất, nhiều gió nhất và khô nhất. Trong khi thời điểm lạnh nhất ở Bắc Cực từng được ghi nhận là -68°C, thì nhiệt độ thấp nhất ở Nam Cực có thể xuống tới mức -89°C. Có nhiều nguyên nhân làm cho Nam Cực lạnh hơn nhiều so với Bắc Cực. Một trong số đó là vì phần lớn châu lục Nam Cực có địa hình cao hơn mặt nước biển trung bình đến 3000m. Và càng lên cao so với mặt nước biển thì nhiệt độ sẽ càng giảm, nên chúng ta vẫn thường thấy ở những ngọn núi cao thường xuất hiện băng tuyết phủ quanh. Thêm nữa, do bản chất của Bắc Cực là đại dương đóng băng, kết cấu và bao quanh chỉ toàn là nước, mà nước có khả năng giữ nhiệt tốt hơn đất liền. Cho nên khi đại dương hấp thụ nhiệt lượng từ mặt trời sẽ làm mặt nước ấm lên và truyền đi xung quanh, lan tới các lớp băng, làm cho nhiệt độ nơi đây không thể giảm tới mức cực thấp. Còn Nam Cực như một khối băng khổng lồ nhưng được đặt trên một nền đất, khả năng giữ và truyền nhiệt sẽ không cao bằng nước nên nhiệt độ cứ thế giảm dần. Một nguyên nhân nữa được cho là cũng có tác động rất lớn đến sự chênh lệch nhiệt độ của hai cực, đó là trong quá trình quay quanh mặt trời. Vào những lúc trái đất xa mặt trời nhất thì Bắc Cực lại quay về hướng gần mặt trời hơn nên nhận được nhiều nhiệt lượng hơn. Còn Nam Cực thì ngược lại quay ra xa mặt trời nên nhiệt độ càng xuống thấp và thậm chí đạt ngưỡng lạnh nhất trong năm. Những yếu tố trên đã khiến Nam Cực lạnh hơn Bắc Cực và trở thành châu lục lạnh nhất trên thế giới. Nhưng cả Bắc Cực và Nam Cực đều có những tác động tích cực cho trái đất. Cả hai vùng cực đều là trung tâm điều chỉnh khí hậu rất quan trọng với hành tinh, giúp cân đối nhiệt độ và đem đến khí hậu và bầu khí quyển ổn định. Bất chấp những điều kiện khắc nghiệt, vẫn có thể tìm thấy các khu dân cư có con người sinh sống ở Bắc Cực trong hàng ngàn năm qua. Ngoài ra còn có nhiều loài động thực vật khác có khả năng thích nghi cao. Nhưng vì Nam Cực lạnh hơn nhiều so với Bắc Cực, nên đây dường như không có dân cư sinh sống, chỉ có một số lượng không nhiều các nhà khoa học đến đây thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu và thăm dò. Hệ thống động thực vật cũng vô cùng ít ỏi, chỉ có những loài thích nghi đặc biệt với cái lạnh mới có thể sống sót, như các loài tảo, sinh vật nguyên sinh hay chim cánh cụt. Nếu hữu ích, đừng quên like và chia sẻ hoặc góp ý trong bình luận để những video sau hữu ích hơn.